con biết là sư không tán thành việc trình pháp online nhưng con kính mong sư trả lời giúp con khi con hành thiền hơi thở con chỉ tập trung tại huyệt nhân trung không đi theo hơi thở ra ngoài hay vào trong tuy nhiên con vẫn hụt hơi và khó thở và sau khi hành thiền khi con tắt ý và hơi thở liền bị tụt hơi và khó thở nên con không dám hành thiền tuy nhiên khi không hành thiền thì dục vọng nổi lên. <laughs> à, thôi bây giờ sư chia sẻ một vài cái đề nghị của sư thứ nhất là mình để ý cái môi trường xung quanh của mình á. Nhiều người thích hành thiền ở trong cái không gian à, vắng nhưng mà thường nó là không gian kín, nó dẫn đến cái chuyện là không khí không được lưu thông. À, thì nó sẽ dễ dẫn đến cái chuyện là mình ngập Bởi vì khi mình hành thiền á Cái sự nhạy cảm đối với hơi thở của mình nó sẽ hơn bình thường Bình thường quý vị không để ý cái chuyện đó Nhưng mà khi hành thiền á Nó sẽ nhạy cảm hơn và mình sẽ thấy nó ngập thở Cho nên có thể à, coi coi kiếm một cái khoa không gian mà trống cãi Trống cãi Cho nên đầu tiên là coi chừng cái môi trường xung quanh Cái thứ hai không có ai ép mình ngồi thiền nha đi thiền nhìn sư thử đi thiền đi mình cứ ngồi không mà cứ đi thiền đi ừ. rồi cái thứ ba là cái vị trí mà mình đặt niệm để theo dõi hơi thở đó. sư nhắc không biết là bao nhiêu lần là khó... cái điểm theo dõi đó không được đụng vào trong cơ thể mà nó phải nằm ở giữa cái khoảng giữa như vậy nó gần nó gần nhưng mà nó không được đụng vào trong cơ thể bởi vì khi quý vị đụng vào trong cơ thể đó rất là dễ cái chuyện là quý vị tăng cường cái cảm xúc cảm giác ở cái nơi xúc chạm và chính cái chuyện tăng cường cái cảm xúc cảm giác đó, đó nó sẽ khiến quý vị bị ngập thở thành ra là phải đem cái điểm theo dõi đó nó tách rời ra khỏi cơ thể ừ. Rồi một điểm cuối cùng sư muốn nhắc quý vị. Đó là rất nhiều người ham thích đề mục hơi thở nhưng sư phải nói rõ đề mục hơi thở không hề dễ dàng. Nó chỉ nổi tiếng vì nó phổ biến chứ nó không hề dễ. Nhớ nha. À, sư nhắc quý vị nè, đề mục hơi thở là đề mục của các vị Bồ Tát chánh đẳng giác đều có thực hành đề mục này. Quý vị nghĩ Bồ Tát chánh đẳng giác là bình thường hả? À? không có dễ nha, nha. rồi à, vị à, cái cái một cái vị thiền sư á khi mà mở một cái khóa thiền á, kêu thiền hơi thở mọi người theo ầm ầm bởi vì ai cũng biết hết nhưng mà lỡ kêu theo thiền casino thiền tứ đại thì ai biết cái đó là cái gì Chính bởi vì cái sự thành công của một khóa thiền nó đòi hỏi cái sự nổi tiếng và số lượng người đi theo. Cho nên là các vị thiền sư khi mở khóa thiền thì đều đề nghị đều một hơi thở. Bởi vì nó nổi tiếng. Chứ nó không hề dễ. Sư nhắc để quý vị nhớ một chuyện. Không phải ngẫu nhiên mà trong thanh tịnh đạo phần định đề mục đầu tiên được đề nghị là 10 casino mà đặc biệt là cái casino trắng là đầu tiên không phải ngẫu nhiên không phải ngẫu nhiên à, mà mình cứ theo một cái thứ gì đó bởi vì nó nổi tiếng là nên cẩn trọng và coi lại ha sẽ cái điều đầu tiên á mình thấy khó thở có thể mình đi đi bệnh viện mình coi lại mình khám khám mình điều tra mình khám mình coi lại cái hiệu hấp mình xem là nhầm khi cái, do cái hiệu hấp mình nó có vấn đề rồi cái nữa là không phải nhất thiết cái mình phải thở ở đó tu thiền cái đi trình pháp thiền sư nó chết từ ngày ơi chết từ ngày Ôi sao bị cảm ngạt mũi thở được sao tú sao ngồi ông nói tôi gõ đầu ông ông tôi biết nhiêu khóa thiền rồi mà ông còn nói thở mới tu được cho nên mình 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 cảm thấy mình trước tiên á cái Tuy nhiên nếu mà mình khắc phục được cái cái hơi thở mà nó không bị khó thở nữa đó thì tốt nhất tốt nhưng mà trong cái chuyện mà mình chưa khắc phục nổi cái chuyện mà mình thở mà mình bị khó khó thở như vậy thì cái phương án tạm thời đó là mình sẽ sử dụng cái đề mục khác à, biết xin tệ nói nãy tùm lum đề mục rất là nhiều đề mục thậm chí mình có thể uh, tu xem thi the một thời gian trước để từ từ mình sẽ tìm cách mình đi kha đi mình đi uh, rồi là mình thay đồ mình để mình tìm ra cái nguyên nhân mình khó thở tự mình tìm chứ không A không A không B tìm nhầm khi khó thở đó là do mình ngồi mình tưởng mình tưởng vô tưởng tượng rồi mình tưởng mình khó thở đó. mình uh, bây giờ còn cái, cái hướng của sư chỉ giải quyết á là đó cái khi mà mình ngồi mình cảm thấy khó thở đó, mình thử mình thử mình nhìn thẳng vô cái sự khó chịu đó xem đây, cái trí tuệ khi mà nó phát á nó sẽ thấy được cái bản chất ở trong cái cái, cái 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 sự khó khăn đó thì nó sẽ nhìn ra được cái vấn đề của mình là gì còn nếu mà mình mình sợ đó là mình sẽ không có làm được rồi lúc đó chúng tôi nhớ là ngồi thiền đâu khoảng bảy tám năm trước đó, tự nhiên lần nào ngồi nhắm mắt lại năm 10 phút là tự nhiên thấy mình bay rồi sợ quá mở mắt ra không có dám ngồi nữa từ từ sợ thiền luôn thì lên trình pháp ngày ông ngài thiền sư mới nói là ngày kim thưởng triệu đó ngày mới nói là à, lúc nó giới tử à chú cứ um, quan sát đi từ từ, từ chú sẽ có được cái cái cảm nhận và, và mình sẽ thấy được cái vấn đề thì ngồi hoài bữa đó tự nhiên cái bài bài lên thì mình mới thấy được là tự nhiên mình lúc đó nó không nó không có nhìn trong cái khác mà nó tự nhiên lúc đó cái cái đề mục uh, về cảm thọ nó sanh khởi là mình 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 cảm giác cái tòa cụ nó 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 dính nó nó tiếp xúc với cái bàn tọa một cái cảm giác một cái uh, thân thọ đó thì tự nhiên mình nó ủa nếu mình mình bay tự nhiên trong đây nó sẽ xanh xanh trong cái trí tuệ mình bay thì làm sao có cảm giác này trong cái móng thì từ đó từ đó sao ngồi không có thấy nữa cái trí tệ khi mà mình phát sanh lên rồi sanh lên đến thấy rõ cái bản chất vấn đề thì tự động mình không còn cái cái cảm giác đó nữa có thể rằng cái khó thở đó là do do mình do do, do mình tưởng thôi. làm mình làm chứ thực ra nó không phải có thở thiệt Là nếu nó có thở thiệt thì mình đi khám bệnh thử coi mình có bị bệnh gì không nếu mà mình, cái trường hợp mà có những người đó, họ thở họ làm nặng họ thở họ nhiều khó thở thì trong thở là mình sử dụng hơi thở liên tục và lúc đó mình chú ý mình và ở đây có nói là tập trung vào nhân trung là cái này không có nha tình <laughs> thiện có tập trung nhân trung bỏ bỏ ngay và liền thành <laughs> thiện có tập trung vào nhân trung